Con trai Michael Jackson tậu biệt thự 2,6 triệu đô la. Blanket Jackson, con trai út của Michael Jackson đã không còn sống với bà của mình, cậu bé đã dọn ra căn biệt thự 2,6 triệu đô la. Blanket Jackson phải là con trai út của Michael Jackson. Cậu bé 18 tuổi ít được nhắc đến trên báo như anh trai Prince và chị gái Paris, truyền thông thế giới tiết lộ Blanket có tính cách hiền lành ở với bà sau khi cha mất, cậu bé hiện sống cuộc đời giản dị bình yên trong căn biệt thự 2,6 triệu đô la ở Calabasa, Los Angeles, Mỹ. Cơ ngơi mới của Blanket có tổng diện tích 6.382 m2 với 6 phòng ngủ, 7 phòng tắm, e. New cho biết biệt thự còn có một hồ bơi, spa, nhà bếp ngoài trời, và sân trong có mái che những tiện ích hoàn hảo cho các cuộc họp mặt của gia đình Jackson. Gian phòng khách rộng rãi, được trang trí theo phong cách cổ điển. Màu kem, nâu đất trở thành tông chủ đạo. Nhiều bức tranh của gia đình, được cậu bé treo khắp nơi trong nhà. Việc dọn ra riêng là bước tiến lớn của cậu bé. Trước đây, Blanket chủ yếu sống với bà ngoại Kyder Jackson, e. Bình luận, một chiếc cầu thang cong đẹp sang trọng và sảnh cao là điểm nhấn của ngôi nhà, tích hợp với phòng khách là những phòng ngủ nhỏ, khu vực đọc sách bếp, nội thất gỗ lâu năm, được sử dụng chủ yếu. Một trong sáu căn phòng ngủ vô cùng rộng lớn của con trai vua nhạc pop, theo Daily Mail, Blanket tự đổi tên thường gọi thành Biggie, vì bạn bè cười nhạo ý nghĩa cái chăn của tên do cha đặt. Phòng ngủ chính được trang bị phòng tắm đôi kiểu spa, vòi sen hơi nước, bồn ngâm nước. Nhà bếp như một quầy ba nhỏ, nhiều thiết bị hiện đại đáp ứng mọi nhu cầu của gia chủ, không gian này ngoài nấu nướng còn, để con trai Michael Jackson tụ tập bạn bè mỗi dịp đặc biệt. Khu vực tập thể dục với máy chạy bộ, máy gập bụng bên cạnh phòng ngủ chính, blanket sống khép kín, nhưng rất hiếu động. Chàng trai 18 tuổi thường xuyên, được nhìn thấy chạy bộ gần nhà. Ngoài việc học, con trai út của Michael Jackson còn thích chơi điện tử, và có đai đen karate. Bên ngoài biệt thự là khu vực nướng BBQ, một bãi cỏ lớn bao quanh hồ bơi. Trong số ba người con, thiếu niên 18 tuổi lại là người giống cha nhất, ông Tito Jackson, anh trai Michael Jackson, từng nhận xét blanket có tiềm năng trở thành ngôi sao. Đừng im lặng, hãy bình luận dưới video cho tất cả cùng biết ý kiến của bạn nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.